Đây là mẫu xe rộng rãi 7 chỗ ngồi này các bác xem này. Vùng điều hòa bên trên này. Nếu để kiếm được con nào mà có vùng điều hòa nhiều như con này thì hầu như là không có nhiều nhá các nhá. Có hàng ghế thứ ba là rất rộng này. Có các vùng điều hòa đằng quanh xe luôn, bên này cũng có nhá, hai bên đều có. Đó, và con này 7 chỗ số tự động. Xe cực đẹp luôn. Quay bên này cho các bác này. Vâng, em chào các bác, tiếp tục hôm nay em lên sóng cho bác xem một mẫu xe ở đây. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất của em thường xuyên cập nhật nhé. Dạ vâng, một mẫu xe 7 chỗ ngồi, số tự động đời 2009, mức giá chỉ có 129 triệu thôi. Con này ghế xoay 360 độ nhá. Đó, hai ghế này xoay 360 độ luôn. Có cửa lùa, ghế xoay, ghế điện. Sản xuất 2009 này. Có ghế điện đầy đủ này, này ghế điện này. Đó. Máy thì em đang để lổ rồi, lổ rất êm. Form dáng rộng rãi nhá. Con này rất là rộng luôn. Đó. Mức giá hợp lý có 129 triệu thôi, bao rút hồ sơ cho các bác. Giá tốt chưa? Giá êm chưa? Mẫu xe được mang tên là Kia Carnivan, sản xuất năm 2009, số tự động 7 chỗ ngồi. Đó. Bên em bán mức giá là chỉ có 129 triệu bao rút hồ sơ nhá. Các bác này. 129 triệu thôi. Và đây. Đó, ghế xoay này, em ghế xoay này. Đấy, xoay cái được ngay. Cửa lùa này. Các bác nhìn cái cửa lùa này. Đấy, cửa lùa rất chắc chắn luôn. Các bác nhìn cho em này. Toàn bộ đây, nội thất đẹp, sạch sẽ nhá. Trần nguyên bản luôn này. Đó, nội thất cũng nguyên bản luôn nhá. Nó chỉ có vài vết xước sát ở cái ghế thôi. Đó, số tự động này, đây số tự động đây. Form nó to, loại này form rất to, nó lốp mới cả dàn này. Được chưa? Lốp mới cả dàn luôn nhá. Lốp mới cả dàn này. Đăng kiểm đến tháng 1/2025 này, đăng kiểm còn khá dài. Máy em đang để lổ đây. Mức giá em đưa ra 129 triệu bao rút hồ sơ cho các bác. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhá. Các bác mua con này về vừa đi gia đình vừa chở đồ được, rất rộng, cực kỳ rộng luôn. Con này phải nói là rộng. Cửa lùa đấy ạ. Chắc lịch luôn, được chưa? 4 quả lốp mới nhá, đăng kiểm dài nhá. Đó, xe là số tự động đời 2009 nhá. 129 triệu bao hồ sơ. 4 quả lốp mới tinh này. Đẹp này. Được chưa? Nói chung là mức giá bên em đưa ra là quá tốt rồi đấy ạ. Các bác cứ thử cân đối giá thị trường, hầu như không có đâu. Con này là số tự động nhá. Số sàn là 2.9 cũng bán hầu như là gần bằng giá đấy rồi. Mà con này số tự động cao nhất 2.9 ạ. Bên em bán xe ra là có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho các bác là xe không đâm đụng và không bị ngập nước nhá. Có cam kết cho các bác luôn. Bên em thì luôn luôn, em cũng tư vấn cho bác rồi. Bên em chỉ kênh nhân có vài triệu thôi là bán, cứ lãi là bán, lãi vài triệu cũng bán, lãi cứ 2-3 triệu cũng bán các nhá. Đó, cho là nhanh, các bác mua được xe rẻ mà bên em cũng bán được nhiều xe các nhá, lợi cả hai bên. Máy đây ạ. Máy lổ êm này các bác này, máy đang lổ đây nhá các bác nhá, máy đang lẻ lổ đây ạ. Đây có loa đang chạy kia ạ, máy đang lổ đây, lổ rất êm này, được chưa? Lổ êm này, đằng đầu nguyên bản đây, máy lổ thút thít luôn, rất êm, máy số ngon. Vâng, một lượt em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại bác video lần sau ạ.